Cái con này là nó chạy ban năm nha anh em, nhưng mà tại mình không còn ban năm nữa, hơn quá mình kiếm được cái cuốn ban ba này. Anh em muốn biết ban xác định anh lấy cái đai anh em đo này, 3 in đó, 3 đốt ngón tay nha, tay nó xài in, không xài centimet nha. 3 in thì anh em lật lại thì nó tầm cỡ khoảng ngay đây này, bảy hơn 7 centimet nha, ok chưa? Đây này, anh em để ý mắt đây, anh em cũng hay đây này, khoảng chỗ đây này hơn 7.5, 76, 77 gì đó centimet. Rồi bây giờ để coi thứ ấy, bây giờ mình mà rồi mình mà găm thôi, mình cũng chưa có thứ gì hết nha anh em, hy vọng là hát ha. Cái đây là chắc trên bát chép rồi, tua cho nó lẹ đi. Hôm nay là của Nhật nha. Chưa thấy tiếng gì vậy ta? Speaker này qua đây coi. Monitor. À cái đây nút nguồn hả? À cái này là xài answer với lại battery. Này xài điện, này xài pin gạt qua. À sẽ điện gạt qua pin này hoặc đây. Chưa thấy điện này. À quên. Cái này là min, cái này là max. Max là gạt qua đây. Thuận chiều kia đồng hồ nha, làm bật to lên này. Nhiều trò hết ta. À tiếng sáng này. Mình tắt nhạc mà. Cái đây này. Nói chung con này nó chạy ban 3/4 nha, tốc độ chậm thôi, hoặc là nó chạy 7/1/8 nha, 1/7/8 hay sao quên rồi, cái tốc ra chậm lắm này, nên là quá chậm rồi. Cái này là thu âm nói thôi chứ còn hát thì nó không hay đâu nha, hát thì phải cỡ đây này, quay sách này là xài được pin, nắp pin này ha, nắp pin này, màu đen của nó này. Rồi ok nha, cái này anh em lấy luôn cái băng luôn là 2 triệu nha anh em, còn không lấy cái băng thì trừ đã 300k. Đó có con này hát hoàn chỉnh này, nghe cho vui nha.